Nhật ký phương xa cho các bạn. Thì mình đi ngang cái vườn mà hổm mình tỉa đó, nay qua hầm cũng đã ra lá, ra đọt hết rồi. Mình mỗi lần đi ngang cái vườn thực dược này cũng muốn đứng ngắm lại một chút. Rồi tuần này là 5 triệu, cũng như mà mỗi tuần trước có trên là tới 150 triệu là của cái chương trình thứ 5 jackpot là của Powerball, mình không có chơi. Thì cái lực mình in ra là bằng tiếng Anh cho ai, những ai mà không đọc được tiếng Việt á, thì nhìn lên để cái theo cái bản lực này để mà hiểu về một chút về cái lực chơi của mình. Rồi cái thứ nhất á, là những người mà chơi á, vé số sẽ được hưởng là 40%. Nó còn 20% sẽ cho cái quỹ từ thiện của mình, và 40% nữa là do ban tổ chức, là cũng như là người owner đó, là người tổ chức đó. Thì còn cái thứ hai á, là tất cả những cái nào mà trúng nhỏ dưới 100 đô á, người nào chơi á, ví dụ mình được cái vé đó thì mình sẽ được lãnh. Còn cái thứ ba là nếu mà mình thắng trên 100 đồng thì mình sẽ gặp một cái coi như là cái rule number one đó, là rule number one là cái lực số 1. Thì ví dụ như mình thắng 100 đồng, 120 đi, thì mình sẽ được 100 đồng và 20 đồng cho từ thiện, cái quỹ từ thiện của mình nó. Còn nếu mà mình thắng được 200 đô thì 100 đô mình vẫn được 100 đô, và mình 20 đô thì cho từ thiện, còn cái phần còn lại tức nghĩa là 80 đô sẽ cho người owner, là cái người ban tổ chức. Thì tất cả những cái số mình chơi á, cái bốn là mở cái máy chơi đó, số 1 tới 10 á, là mình sẽ chơi mỗi tuần, và nó đã điều gì sẽ giống nhau đó. Rồi nếu mà mình khi mình cái mình đó mình đưa lên cái truyền hình mỗi tuần đó, thì mình coi cái số đó, thì mình có thể dò vào kết quả đó. Vào ví dụ như tối thứ bảy nó sổ, thì nhiều khi sáng chủ nhật, tháng thứ bảy mình chưa có, chủ nhật mình chưa có lên kịp á, thì mình muốn coi á, thì mình có lên là kết quả xổ số mà của Úc á, thì mình nên nhớ là phải có là xổ số của Úc nè, ở tiểu bang Victoria nè, cái nó phải có cái số cái roll number của mình á. Thì cái roll number của mình tự nhiên coi như cái roll lần mình của tuần này đi, cái roll number của tuần này của mình nó là 4437, nó sổ vào ngày 27 tháng 1 24. Nếu thì mình nhớ là cái số roll cái đợt này là 4437 nha, 27 tháng 1 24 nó. Thì mà mình phải vào ngày thứ bảy, nên nhớ là phải Tatsuto Saturday. Rồi mà nếu mà mình trúng á, thì mình sẽ liên lạc với người trúng và phải chọn ra một cái phương pháp dễ nhất để mình
cho người đó nhận được tiền. Ví dụ như nhất là ở Úc thì quá dễ, mình có thể mời cái người đó tới cái nơi của mình luôn. Còn nếu mà như vậy ở Việt Nam thì mình phải tìm một cái phương pháp, thì lúc đó mình sẽ tìm tìm phương pháp sau. Rồi bây giờ cái lực bây giờ mình chơi á, mình chỉ đánh cái tên thôi, đánh cái tên mình á, dưới cái ví dụ như trong cái dưới cái trong dưới cái mình á, là ở trong cái đường đó nó mình chỉ đánh cái tên vô thôi, là tôi tên gì đó thôi. Nhưng mà các bạn nên nhớ là phải nhấn cái subscribe cho mình trước và nhấn like nha. Thì cái đó mình rất là để mình rất là dễ, do mình nhấn subscribe like thì dễ, có nhiều người á thì vô cái chơi á nha, đánh cái tên hay gì đó, nhiều khi mình cũng thì có thể kìa tìm vẫn được, nhưng mà mình cái dễ nhất là mình nhấn subscribe giùm luôn, vừa nhấn vừa cho đi về người ta dễ kiếm, mà mình vừa nhấn subscribe nữa thì giúp cho cái ban tổ chức luôn. Rồi cái số cuối cùng là mình sẽ tất cả thứ sáu, thứ sáu là mình sẽ mở ra cái chọn cái người đạt giải cái được cái tức kịch á, thì cái thì thường mỗi thứ tối thứ sáu, cái clip sáng thứ bảy, thì các bạn có thể thấy được cái mình có được cái tức kịch hay không. Rồi hồi nãy là một chút mình phải nhắc là cái lịch chơi mỗi tuần đó, thì cũng như mỗi tuần thì mình đã mua 10 tấm vé số này và mình bỏ vô cái bao thơ. Thì trong đây trước khi mình chơi với bật qua cái này thì mình phải dò lại tất cả những cái vé này cho nó đúng, để trước khi mình chơi, ví dụ như lỡ mình cái hàng in nó in thiếu hay một tờ gì đó thì mà mình chơi cái mình bị có trúng mà mình không được thì đổ thừa cho mình là thì chết luôn, cho nên mình đã chết rất là kỹ lưỡng rồi trước khi mình bắt đầu. Thì bây giờ mình sẽ quay lại tất cả những cái số để cho mọi người coi, có nhiều người mới vô đó, không có coi cái mấy cái clip trước thì mình phải coi cái số từ 1 tới 10. Những cái số này mình cũng quay lại để cho mọi người coi. Rồi ví dụ như mình dò trên những cái đồng khi mình đọc ra kết quả mình dò thì gọi là mình coi lên trên mạng. Rồi cái này là số 1, số 10. Cái này số cái là cái mình phải sửa lại tại kỳ, rồi mình để từ số nãy mình lấy đó. Số 1 mình để một chút cho cái dễ coi ha. Số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8, số 9, số 10, rồi thì
10 cái số này á là mình khi mà người nào bắt được cái số nào người đó phải dở lên, mình có thể dở lên cái clip mình coi mình đọc, thì mình đã có cũng chết tới chết lui trên video rất là nhiều lần, thì cái số mình đưa lên như vậy á thì mình sẽ dòm được rất là rõ trên trên truyền hình á, chứ nếu trên điện thoại mình không biết, nhưng mà mình mở ra bao nhiêu lần trên truyền hình mình dòm những cái số này mình dòm rất là rõ, nhưng mình đọc rất là rõ, thì mình chỉ lấy cái số này mình coi cái kết quả mình có thể tự dò cũng được. Ví dụ mình trúng coi số 3, mình nhấn cái video mình tới cái số 3, số 1 như hồi nãy để 1 2 3 mình nhấn lên đó cái số 3 rồi mình cho nó đứng lại một cái mình dò luôn. Coi coi cái số mình có trúng không. Thì từng rồi là tuần thứ hai mình chơi, thì tuần thứ nhất mình trúng một người, tuần thứ hai mình trúng được hai người. Một người á thì được trúng hai hàng, thì được tính ra tiền Việt Nam á thì được 264.000. 264.000 thì mình cũng đã chuyển tiền rồi luôn. Còn một người á thì ở Úc trúng là được 8 đồng mấy, được tuần này nó chỉ được có 8 đô mấy một ba hàng thôi, ba con á, hàng ba con thì trúng được có 8 đô mấy thôi đó. Thì tất cả cái lo cái vé cái mình tuần rồi cũng cũng đã được trả tiền xong, và tuần này hy vọng các bạn sẽ được may mắn. Mình có thể hy vọng là mình, tại vì cái loto cái số này rất là dễ trúng nha, coi như cái đầu vô mình đã đưa cho các bạn coi cái đầu tiên đó là 10 bữa nay đó, là ở dưới đó là tax loto, cái tax loto là 5 triệu, còn cái Powerball á mình cũng có quay luôn á là nó lên tới 150 triệu đô. Đó, nhưng mà mình không, hiện tại mình không có chơi mấy cái đó, tại cái đó rất là khó trúng, nó tới 7 con và cộng với con power nữa rất là khó trúng, còn cái này chỉ có 6 con trúng một đường này 6 con thôi à, mà mình còn có thêm hai con phụ nữa, giờ nó sổ là 6 con còn sổ hai con phụ nữa. Ví dụ mình trúng 5 con mà cộng với hai con phụ, 5 con thì đâu có trúng hai con phụ được. Nếu mình chơi mấy người đâu đóng 7 con á, chơi 7 con mới có 5 con 2 phụ, còn mình chơi 6 con thì chung ví dụ 5 con phụ là chỉ có 5 con rưỡi. Con phụ nó chính tính là rưỡi nha, mà nhưng mà ví dụ như mấy người mua mua mà 7 con bằng người ta bao 7 con á, người ta trúng 5 con cộng với hai con phụ nó vẫn không tính độc đắc nha, chỉ trúng là vé nó cao hơn cái vé 5,5 con thôi, nhưng mà nó không, vẫn không được tính là độc đắc. Tụi mình thì chơi chỉ cao nhất là một là đầu độc đắc, hai là 5,5 con, mình không có cái vé đó, mình không có chơi hàng của mình chỉ có 6 con thôi, mình không có bỏ tiền mua 7 con. Rồi video tới đây kết thúc, chúc các bạn may mắn, thì hẹn các bạn vào video ngày mai. Mọi người nhớ nhấn subscribe, like và chia sẻ thêm cho mọi người cùng chơi ha, ai kêu cũng được hết. Nhưng mà nhớ là mỗi người chỉ mỗi một cái subscribe chỉ được một tên thôi, để cho mình mới nhận ra từng tên nó có giá đó là của ai. Còn nếu mà mình dùng một cái điện thoại mà dùng hai cho hai ba người thì cái đó là không hợp lệ. Rồi xin chào ha.